Lưu Phong ngạc nhiên khi nghe Valkyrie rời đi. Cái gì? Còn Valkyrie nói rồi cũng bước đi. Tạm biệt, Lưu Phong cũng đành chịu thôi chứ sao, cứ thế rời đi sao? Hệ thống giúp ta liên hệ với căn cứ. Lưu Phong liên hệ với sở tị nạn. À, việc bên này đã xong rồi. Bên kia đầu dây Sarah nói, sở trưởng cuối cùng đã liên lạc được với người rồi. Những người khác đã rút lui về doanh trại thành Bắc rồi. Bây giờ người an toàn rồi, tôi cũng thở phào được rồi. Lưu Phong đáp, à, không sao là được. Bên này ta cũng có thu lượm được, lấy được không ít hộ giáp loại mới. Đại thu hoạch, ta mở cửa dịch chuyển quay về nhà đây. Từ bên trong cổng dịch chuyển, Lưu Phong dẫn đầu mọi người bước ra, chúng tôi quay về rồi. Sarah nói, sở trường người quay về rồi. Lưu Phong đáp, ừm, nhiệm vụ lần này hoàn thành rất tốt. Long Hiên bước lên nhận lỗi, xin lỗi, bởi vì sự sơ ý của tôi, đã để cho kẻ địch thâm nhập vào được, làm cho sở tị nạn rơi vào nguy hiểm. Lưu Phong an ủi, huynh đệ không sao, dị năng thì không cách nào khác được. Thêm nữa sở tị nạn không phải không việc gì sao, rồi anh lấy ra thứ mà mình thu thập được. Đây là 60 bộ hộ giáp động lực mà ta mang về, chút nữa thay lên đi. Đây là, óp đang băng bó mà la, đau đau, đau đau, Tần Mục nói, thay thuốc mấy lần nữa thì khỏi rồi, thanh niên vẫn còn hơi cay cú, tên Trịnh Thiên Hùng đáng chết, một tên vô diện có thể làm căn cứ long trời lở đất. Tên đầu xanh nói, lão đại, anh im mồm đi, phía sau còn có người đấy, hệ thống sợ tị nạn báo, sở trường quay về rồi, sở trường quay về rồi. Tần Mục cùng óp chạy ra chào mừng Lưu Phong. Sử trưởng, thì thấy cảnh vệ lại được độ hàng lên mà bất ngờ, á, đây là... Óp trầm trồ, ồ ồ, bộ này không lẽ là hộ giáp dạng mới chuyên dụng cho cảnh sát mà nghe đồn đang nghiên cứu sao? Ngầu quá, Tần Mục nhìn Lưu Phong đánh giá, hừ, xem ra hắn mạnh lên không phải ít, đúng là một nhân vật đáng gờm. Hai chị em song tử, á, là sở trường xem ra lần này thu hoạch không hề ít, trang bị lại tiến hóa rồi. Lưu Phong thấy hai người họ liền giơ tay chào, hai người họ cũng ở đây. Chào hỏi chút đi, dù sao cũng là thần tượng của mình, vậy mà hai người này lại tưởng là ám hiệu nữa chứ. Ký hiệu tay này là, hai cái, ký hiệu tay này là bộ y phục thứ hai, đáng ghét vì sự sinh tồn. Rất may hắn cũng đủ đẹp trai, S cũng lại với trí tưởng tượng của hai chị này luôn, cơ mà như vậy Lưu Phong lại thích, he he. Chuyến đi này thu hoạch rất lớn, thăng cấp thiên phú, thu hoạch xúc tu bạch tuộc, đạt được hai tiềm lực là Trương Vũ và Kim Yoen Su. Đạt được công nghệ kỹ thuật nano còn gián tiếp đánh bại âm mưu của Trịnh Thiên Hùng, giải phóng nữ võ thần, thực là một vụ thu hoạch rất lớn. Đầu tiên để xem công nghệ kỹ thuật nano có gì đi. Lưu Phong nói, được, đúng rồi, chờ chút có việc tìm người thương lượng. Kelly thông báo, các người đi nghỉ trước đi, chúng ta ngày mai sẽ họp, ta vẫn còn có chút việc cần xử lý. Xong việc, anh trở về phòng mình, phù, cuối cùng đã quay về rồi. Lưu Phong cấm sạc cho Tiểu Pu xong hỏi hệ thống, hệ thống, khoa học kỹ thuật nano ta đã hấp thu xong, tiếp sau đây làm thế nào để thăng cấp? Tinh hệ thống, thăng cấp khoa học kỹ thuật nano cần 10.000 tích phân. Túc chủ có muốn thăng cấp? Ừm, thăng cấp đi. Tinh hệ thống, đang thăng cấp, ngày mai thăng cấp hoàn tất. Thanh niên vươn vai tận hưởng sắp được nghỉ ngơi. Oh yeah, cuối cùng đã đến nhà rồi, chờ chút nữa Kelly đến có việc gì không nhỉ? Tinh hệ thống, túc chủ song tử tinh muốn gặp. Oh, để bọn họ vào đi. Hai chị em song tử diện đồ sexy mà đi tìm Lưu Phong. Sở trưởng chúng tôi đến rồi, thanh niên nhìn mà xịt máu mũi luôn, là minh tinh thần tượng mình thích nhất Thiến Thiến và Mỹ Mỹ, sao mà quá chi là kích thích đi, cái quỷ gì thế? Hai người nói, cái gì chứ, không phải lúc nãy ngươi giờ hai ngón tay chỉ thị hai chúng tôi đến sao, còn kêu hai chúng tôi thay bộ đồ thứ hai, thanh niên ôm đầu bất lực với suy luận của hai nhỏ này luôn, hai người cuối cùng nghĩ cái thứ gì thế hả? A, trong lòng thì lo sợ bị vợ cả bắt gian, không hay chờ chút nữa Kelly đến rồi, á, làm thế nào? Ba người thành hổ, nguy cơ ập đến. Trang thiết bị của đội cảnh vệ được nâng cấp lên một bậc nữa rồi à. Không hay, chờ chút nữa Kelly sẽ đến, không thể vào lúc này, phải đuổi bọn họ đi. Lưu Phong vội nói, không phải, các người hiểu lầm rồi, chờ chút Kelly sẽ đến đây, các người nhanh chóng. Hai nhỏ này lại suy tưởng, cái gì, ba người. Được, được thôi, thế chúng tôi chỉ có thể, hả, thế chúng ta vừa nói chuyện vừa chờ đi. Có giải thích cũng vô nghĩa với hai đại minh tinh này à, chắc là bệnh nghề nghiệp đây mà, trong giới giải trí quá chi là quy tắc ngầm đi mà làm ảnh hưởng tới suy luận hai em à. Rồi lại vào vai nữa rồi anh em ạ, nội gián thâm nhập, từ Thiến Thiến, Hoa Mỹ Mỹ, đáng chết, bị người phát hiện rồi, ông trùm thế giới ngầm Lưu Phong, không ngờ dám thâm nhập vào công ty Hắc Hổ A Phong của ta để thu thập chứng cứ, bị ta bắt được rồi đúng không, ha ha ha. Đừng sợ chúng ta cùng lên, thuật hợp lực tấn công lợi hại quá. Mình sắp chống đỡ không nổi rồi. Song tử tinh hợp kích, song tử cầm nã thuật. Không hay rồi, mình sắp thua rồi.
thuật hợp lực công kích lợi hại quá, đừng xem thường ta, nhận chiêu, quả ngồi máy bay, nhận tiếp chiêu này của ta, nhị đạo lưu, chiêu gì mà là lạ không vậy a, cơ mà thanh niên cầm cái gì trong tay vậy nhỉ? Không hay, cái này là thứ đó, nhanh chạy đi, muốn chạy, muộn rồi, ha ha, a à, thanh niên đâm vào đâu vậy ta? Khắc tinh của nội gián, kích điện, vậy mà cũng làm mờ cho được còn cái hình dáng kỳ lạ nữa làm ad cứ tưởng, he he, á, chúng tôi chịu thua, kết cục, nội gián xâm nhập thất bại bị bắt. Trong hiện thực, tuy KSON không gì biết bọn họ tại sao lại đột nhiên, mình trong lúc không để ý thì đã thành thế, này rồi, chợt có người bấm chuông, phải nhanh chóng đem bọn họ ra ngoài mới được, chờ chút Kelly sẽ, thanh niên lấy chăn trùm hai người họ lại, không hay, là Kelly đến rồi, nhanh đem bọn họ giấu đi. Thanh niên đi ra mở cửa, á, Kelly mời vào, hử, không phải Kelly mà là Lý Hinh a. Lưu Phong ngạc nhiên, Lý Hinh nói, hi, sở trường Lưu Phong, không thể nào quên được Kelly của ngươi như thế sao. Cô đẩy Lưu Phong ra mà đi vào, tránh ra, ta có chuyện tìm ngươi, vào phòng rồi nói. Lưu Phong nhìn Lý Hinh mà ngồi xuống giường mà lòng đầy lo lắng. Lý Hinh nhìn anh lại nói, Lưu Phong người sao thế, ngồi đi, ta có chuyện nói. Sau lưng cô là hai chị em song tử không một mảnh vải nằm ở trong chăn a. Lý Hinh vỗ tay xuống canh bên mình, nhanh ngồi đi, hi hi, không lẽ xấu hổ rồi. Thanh niên lúc này đầy lo lắng, mình nào dám ngồi chứ, phía sau cô là hai người phụ nữ trong chăn đó. Lúc này ở căn cứ Thành Bắc, Trịnh Thiên Hùng nói, ồ, thất bại rồi. Xin lỗi, tôi thất bại rồi, ha ha. Thanh niên nằm trên bàn thí nghiệm không biết là mình bị Trịnh Thiên Hùng đem ra làm vật thí nghiệm nói, lão gia gia, bệnh của tôi có thể trị khỏi không? Hắn đáp, yên tâm, ngươi sẽ tốt hơn thôi, nói rồi hắn tiêm cho thanh niên một liều thuốc, sau đó lập tức xảy ra phản ứng dữ dội. Vật thí nghiệm lại thất bại, hắn liền nói, tiêu hủy, vâng, một tên đi tới nói, yo, Trịnh viện trưởng, ta sớm đã nói với ông, nhân công trí năng đều là phế vật, giao cho tiểu đội thứ ba bọn ta đi, một mối nguy cơ mới sắp đến rồi a.